Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tàng thầy lỡ nha các bạn. Thì hôm nay là trả lời một thắc mắc của bạn Thúy Phương. Bạn hỏi rằng một cái sân vận động hình chữ nhật có chu vi 320 m, thì các bạn tính nửa chu vi giúp lỡ. Nửa chu vi hình chữ nhật là 320 chia 2, nửa là chia 2 là 160 m. Chiều rộng kém chiều dài, hay nói cách khác chiều dài hơn chiều rộng, thì nửa chu vi này chính là dài cộng rộng bằng 160. Chiều rộng kém chiều dài hay chiều dài hơn chiều rộng 440, thì đây là dạng gì ạ? Dấu cộng là tổng, dấu trừ là hiệu. Vậy ta đã quay về dạng tổng hiệu, thì các bạn cần nhớ công thức, cần nhớ công thức nha các bạn. Chiều dài chính là số hạng thứ nhất hay là số lớn, sẽ bằng tổng cộng hiệu tất cả chia chia 2. Chiều rộng chính là số hạng thứ hai, sẽ là tổng trừ đi hiệu tất cả chia chia 2. Vậy ta tính được chiều dài hình chữ nhật là tổng cộng hiệu tất cả chia 2. Ra phép tính, các bạn tính trong ngoặc rồi tới phép chia, 160 cộng 40 là 200, 200 chia 2 được 100 m. Tiếp tục, chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2. Các bạn có thể lấy nửa chu vi trừ cho chiều dài ra chiều rộng nha các bạn, ra 60 m. Khi đã có chiều dài và chiều rộng thì ta tính được diện tích hình chữ nhật là dài nhân rộng. Ra kết quả bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lợi và nhớ đáp số. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.